Thăng hoa vẫn mạnh hơn, thăng hoa vẫn mạnh hơn. Bài mình như cái nịt vậy, mình không đi theo đường pháp sư thì mình chơi kiểu gì được. Chắc là mình không đánh chuỗi thắng luôn, là mình cũng không có ba con này. Không không quyết định đánh chuỗi thắng tôi nghĩ là sáng suốt đấy. Tại vì hoặc là ít nhất là không lên cấp ở đây là đúng. Lên cấp ở đây bài nửa này nửa nọ nghèo không có đôi, mất hết đôi cũng thua, tí nữa cũng nát thôi. Thăng hoa đấu sĩ lễ hội thì nó khác gì lúc nãy đâu các bạn. Đấy. Thì biết chơi gì rồi nhá. Cũng chả giết được đâu mà, yếu quá. Mơ. Bạn trước khởi đầu như này là bú à? Bây giờ có phải là không bú đâu. Thôi xong mà đã làm gì đâu mà thôi xong, chả không thôi xong. Thằng này đánh Nami chắc luôn, nên là thôi. Cho nó đánh Nami đi. Mình đánh Rai. Thế mà nó vẫn được ấy nhỉ. Mình có Ascension mà. Làm sao mình muốn roll Nami à? Giờ thằng thắng cứ thua nghèo lắm. Vấn đề ở online là nhiều ít thì nó cũng chỉ giết hai mục tiêu thôi. Vương miện hắc hóa. Tôi tự tin là không phải tôi tự tin khát nước hay gì cả, mà tại vì tôi ra nhiều Nami quá các bạn. Thì tôi phải đánh thôi chứ có gì lạ đâu. Cái shop mà ra ba con Nami là tôi đã biết tôi phải đánh như này rồi. Nhanh tay lẹ mắt, khỏe thế, full 3 sao rồi còn đâu, thiếu cái là không có đồ thôi. Cái nó mạnh thì
Ui. Ơ kìa. Thắng à? Giáp gai thì sao? Nhiều quân mà giáp gai cũng khoan thua. Lớp nó mất ở Nami luôn, và phát ra một chiêu luôn. Đấy, chiêu nó mất thời gian nảy nên tốt nhất là vào phát ra chiêu luôn nó sẽ tốt hơn đó. Nó sẽ là không có cuồng đao. Ascension. Khóa cộng với cả thăng hoa nó mạnh lắm, tại vì châu tí nữa mình có cái giáp tự chế hoặc là cái khai sáng thì mình top 1 chắc chắn luôn. Lại còn tháo cả máy chiếu ra rồi mới lắp càng vãi. Nami này trên 2000 máu ấy. Nhưng mà con Sylas thì 1980. Hơi khó nhỉ. Phước lành không ngon. Chạy nhiều bang hội có ngon không nhỉ. Đội hình của bạn tính một mốc pháp sư. Chắc là chơi pháp sư thôi nhỉ. Một Lilia. Ok. Không bánh cuốn lắm, nói thật. Ui, nhiều con tay ngắn thua rồi. Nhiều con tay ngắn bu vào nó bắn cho một tên lửa chết hết. Ui, thua 20 máu. Đen gặp nhà Onin. Không đồng mà. Lạ gì đâu mà. Ui, không có đồ tanh thì khổ quá. Nó giết con đan chính của mình, con Rai rồi. Buồn, thua rồi. Đan đi không có đủ đao rồi. À, trong hoa đó chắc là đủ. Khỏe mạnh thế. Thua rồi. Thua round này gần như out top 100% luôn. Ok, đấy là vấn đề của Vương Miện hắc hóa. Có 3 quân mất mười mấy máu nữa. Sojin, thông đạo Zig hay là nói chung là vẫn nên có giao điện nhỉ. Giao điện Zig Zig. Lại thằng này nữa, mệt thế.
Vấn đề là team của tôi nó toàn tay ngắn, các bạn thấy không? Nó cứ giúp cái đầu lên ấy. Giúp cái đầu lên là chết thôi. Bị Corki nó bắn lan chết sạch. Nãy giờ tôi lại chạy Shen nữa các bạn. Nói thật. Yeah, I think we just take what we have. Trông thế nhưng có mỗi một mạng. Chết phát chết luôn. Sang hên xui round này còn hai mạng, nhưng sang round sau thì chắc chắn là một mạng luôn. Mấy nhà này còn ăn được chứ mấy nhà mạnh nữa thì chịu. Lúc này không giết bọn nó nhanh, thật là tôi chết một phát là tôi cút luôn. Hai con on, hai may thế mình không giữ đôi on. Thằng on này gần như là mình không bao giờ ăn được, đúng không? Ăn kiểu gì thằng on này? À xin lỗi, ăn kiểu gì thằng set 3 này? Đấm kiểu hai cái chết luôn. À set này thì set. Biết thăng hoa chưa? Đấm vào mồm. Này lobby cân tê. Thằng này thua nữa này. Là lobby này tất cả một mạng này. Ăn quả chiếu hơi nặng nhưng mà mình cũng ra Sona đúng chỗ. À, lốc quả hay quá, chết chưa, mình cũng vẫn chưa chết luôn. Hai máu đau tim rồi đấy. Rồi chưa top 4 luôn à. Ô trời này. À, tôi sẽ rất cảm kích nếu có một con con bát nữa thì ngon. À, vào top 4 rồi, giao tranh này thắng là vào top 4 rồi. Nice. Đau tim quá. Tầm 80 máu vào đấm, đấm cho 3 round còn có 20 ạ. Ồ, vẫn chưa vào top 4 á. À, không lên được round 3 đâu bạn. Round, mấy round này là round cuối rồi, mình phải cố gắng lấy nốt rồi. Đau tim vãi trường. Top 2. Ôi, gần bố Zoe thôi. Bát 2 ạ. Được đấy. Chất đấy. Chơi đâu nè rồi. Một. Bài thằng này yếu mà, thế mà cũng thắng, cũng vào được top rồi. Bài yếu xìu luôn.